Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 02 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước. Cụ thể, quy định rõ các môn thi trong quy chế thi để thí sinh thuận lợi hơn trong công tác đăng ký. Để đảm bảo chế độ ưu tiên cho thí sinh tránh bị nhầm lẫn trong quá trình đăng ký thi, các đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh, yêu cầu thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu. Quy chế cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.